Xin chào cả nhà. Cũng khoảng là 7-8 năm rồi mình không có làm bánh lọc và bánh ram ít. Hôm nay mình sẽ làm hai món bánh này. Sau khi rửa thịt và tôm cho thật là sạch và mình sẽ ướp thịt với tôm. Phần tôm cho bánh ram ít thì mình sẽ lột vỏ và thái hộp lựu. Một nửa để dành luộc lên và mình sẽ làm ruốc tôm. Tôm đã luộc chín rồi thì mình lột vỏ, sau đó sẽ đem giã nhuyễn và đem đi xào sơ trên chảo để cho tôm được tơi ra với lại một ít muối. Phi thơm hành tím và cho phần thịt đã ướp được nửa tiếng vào và rang cho thịt là vàng thơm. Nêm nếm nước mắm và gia vị cho vừa ăn. Tiếp tục rang phần tôm thịt cho bánh ít ram cũng giống như phần bánh bột lọc. Đậu xanh ngâm qua đêm sau đó xả lại cho thật là sạch. Đem đậu đi nấu chín, cho lượng nước sắp mặt đậu và hớt bọt, sau đó để lửa cho thật là nhỏ, cho đậu chín mềm. Mình cũng làm thêm nhân đậu xanh cho bánh bột lọc trần. Đậu đã chín mềm rồi, bây giờ mình dùng thìa mình tán đậu cho thật là nhuyễn. Cho một ít dầu và để dầu cho thật là nóng. Sau đó mình cho phần đầu hành lá đã thái nhuyễn vào phi cho thật là thơm. Cho phần hành lá đã phi vàng vào đậu, thêm một ít tiêu nữa vào cho thơm nha. Sau đó mình sẽ xào đậu cho khi nào không dính chảo thì mình tắt bếp. Đậu đã hơi ấm ấm, bây giờ mình sẽ đem đậu đi mình vo từng viên tròn nhỏ. Bây giờ mình sẽ nhào phần bột bánh ram trước. Mình nhồi với lại nước sôi và sau đó mình nhào, khi nào bột không có dính tay nữa thì mình ủ bột khoảng 15 phút. Bắt chảo dầu lên, khi dầu nóng thì mình cho phần bánh ram vào chiên cho thật là vàng. Sau khi chiên ram xong thì bây giờ mình nhào phần bột bánh ít. Phần bột này mình phải nhào cho thật là kỹ và lâu thì bánh mới được dẻo.
vo tròn từng viên bột, sau đó mình cho nhân vào và mình để lên lá chuối để chuẩn bị hấp. Và mình cũng làm bánh ít gram này theo lời yêu cầu của em gái Huế Thanh Bình. Nếu chị làm không có đẹp mắt như hồi trước em được thưởng thức thì thông cảm cho chị nha. Cho bánh vào sửng và mình hấp khoảng 10 đến 15 phút. Bây giờ mình chuẩn bị cho phần bánh bột lọc. Bánh bột lọc thì mình cũng phải nhồi bột bằng nước sôi. Mình nhồi khi nào mà bánh không dính tay nữa thì bắt đầu mình đem bột đi mình cán mỏng nha. Vì lâu quá mình không làm bánh này nên mình mất thời gian khá là lâu. Mình dậy từ 7 giờ sáng mà 4 tiếng vẫn chưa xong. Khi nào có dịp ra Huế mình sẽ hỏi các mẹ và các o để lấy thêm kinh nghiệm về loại bánh này. Sau khi đã gói bánh lọc đậu xanh và bánh lọc nhân tôm thịt thì mình đem bánh đi luộc. Khi nào bánh nổi lên thì mình vớt qua thau nước lạnh. Sau đó mình sẽ vớt vô rổ để cho bánh thật là ráo. Phần dầu hành thì mình dùng phần lá màu xanh thái nhuyễn cho một chút xíu muối. Sau đó cho một ít dầu lên chảo và đợi dầu thật nóng. Mình sẽ đổ vào phần hành này và trộn đều. Sau đó mình cho vào phần bánh bột lọc đã để ráo và mình trộn phần bánh bột lọc cho thấm dầu hành. Xin mời cả nhà thưởng thức thôi. Mến chúc cả nhà luôn khỏe mạnh và bình an nha.